Thời tiết này đi đâu nào, chuồn chuồn bay thấp hay là bay cao, cũng không cần phải lo lắng một chút nào. Những địa điểm đẹp nhất ngay đều có ở đây. Thời tiết này đi đâu, những mẹo vặt hay trong tay đều có ở đây. Thời tiết này đi đâu. Cách Hà Nội chỉ 60 km, Hà Nam đang nổi lên là vùng đất có sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế và du lịch. Bên cạnh các khu đô thị đang phát triển nhanh như thành phố Phủ Lý hay thị trấn Đồng Văn, cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội và là nguồn kinh tế trọng điểm của cả tỉnh. Hà Nam vẫn còn lưu giữ những danh thắng thơ mộng gắn với đồng quê Bắc Bộ và những danh nhân văn hóa nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Khởi hành sáng sớm từ Hà Nội, tôi dành cho mình khoảng thời gian thư thái, thưởng thức bữa sáng với những thức ngon đã nổi tiếng từ bao đời của đất Hà Nam như bún canh cá rô đồng hay bánh cuốn chả. Sau khi đã nếm thử những món ngon chứa danh của đất Hà Nam, tôi tìm về quê hương của cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, một bậc trí giả, khí tiết thanh cao, xứng vào đội ngũ những danh nhân đất Việt hàng đầu. Tôi đã về đây, vườn bùi chốn cũ của cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Dường như cảnh sắc vẫn y nguyên như những năm nào. Cây bùi, cụ xuất xứ từ miền Trung ra. Thế mà miền Bắc ta gọi là cây vối, nhưng cụ mới nói là vườn bùi chốn cũ 40 năm ruộng cụ lại về đây. Chính là cây vối. Vào làng nào thì đình cũng bên ngoài, chùa bên trong. Cách cấu trúc của cụ Tam Nguyên thì đây là đình, trong là chùa. Cụ Mệnh Hỏa thì cụ chấn trạch trước cửa nhà mình là 2 thủy một hỏa cân bằng âm dương. Chơi chữ cái lạch bút lông mà ao thu là nghiên mực, có bút có mực quyết tâm học thành tài. Làng Đại Hoàng, nơi chôn nhau cắt rốn của nhà văn Nam Cao, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng để ông viết lên những tác phẩm lừng danh. Các tác phẩm của Nam Cao phác họa hình ảnh những con người ở làng quê xưa thấm đẫm tính nhân văn cao cả. Vẫn còn đây, nếp nhà của nguyên mẫu nhân vật Bá Kiến vô cùng độc đáo trong tác phẩm Chí Phèo. Cuối tuần, thăm quê hương của nhà văn Nam Cao không chỉ để nhớ chuyện xưa trong những trang văn, tôi còn được tham gia nấu món ăn nổi tiếng, cá kho làng Vũ Đại và thưởng thức hương vị của chuối tiến cua trong không gian yên ả miền đồng bằng Bắc Bộ. Tôi đã có một ngày nghỉ thật thú vị và chắc chắn tôi sẽ còn trở lại để du ngoạn những danh thắng khác nữa của vùng đất này.